Ở trong phần này thì mình xin được nói về cái phần Nhật ký Trường Sa. Vào ngày 3 tháng 6, Trường Sa là vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đón chúng tôi với cái nắng bỏng rát, thời tiết vùng này là như vậy. Buổi sáng mưa giăng giăng thì buổi trưa đã nắng cháy. Tôi được chào cờ duyệt binh trước lá cờ đỏ tung bay và cột mốc Trường Sa lịch sử với kỷ độ là 08 độ 33 phút. Tính độ là 100 11 độ 55 phút. Tôi nghẹn ngào trong lời của bả quốc ca, nước mắt lăn dài trên mặt. Trường Sa thân thương là nơi mà tôi tự hào vì đã đặt chân đến vùng đất thiêng liêng này. Chúng tôi đến thắp hương tại đài liệt sĩ thiếu tướng hải quân Bùi Sĩ Trinh rung rung phát biểu. Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mãi mãi là phần đất lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Những rặng san hô, từng hạt cát, cành cây, ngọn cỏ, nơi này đều mang hình hài của hồn thiêng sông núi, thấm đẫm bao mồ hôi xương máu của các thế hệ người con đất Việt. Mùi nhang thoang thoảng bay trong gió, nắng chiếu thẳng đứng trên đỉnh đầu của tôi cảm thấy được hương hồn của các người anh hùng liệt sĩ đang quanh quẩn đâu đây. Một góc đường băng trên đảo là một là những bao đá xây dựng được người dân cả nước chuyển về đây với lòng yêu nước và ý thức xây dựng Trường Sa hùng mạnh. Lá cờ bằng gốm sứ của chị Thu Thủy cũng được đặt trong giai đoạn hoàn tất chính thức khánh thành vào ngày 6 tháng 6 năm 2012. Chúng tôi ghé thăm nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh, chùa Trường Sa lớn và thăm mộ liệt sĩ trên đảo. Ở vùng đất này, sự có mặt của ngôi chùa đã làm cho cuộc sống của người dân và cả những người lính nhẹ nhàng hơn, đời thường hơn. Tôi đi bộ một vòng quanh qua đảo, cát trắng, biển xanh, những bãi đá đen kéo dài, đảo rợp mát của những cây bàng, cây tra, đặc biệt là cây bàng vuông. Buổi chiều trên sân bóng đá và những bóng chuyền rất đông đủ các cầu thủ. Bên cạnh những giao thông hào, công sự, ổ súng là đảo vẫn rất thanh bình, đảo đẹp đến nao lòng. Đẹp nhất là lúc tôi là những đứa trẻ xinh xắn trong bộ quân phục màu xanh của hải quân. Buổi tối rôm rả với thắm đượm tinh thần quân dân. Một lần nữa, gần 300 con người lại hô vang Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Vui nhất là trong đêm văn nghệ là các chiến sĩ trẻ đã hái hoa dại, hoa sứ để tặng các ca sĩ nữ với tấm lòng mộc mạc chân thành của người lãnh đạo nơi này. Tôi đã rời đêm văn nghệ và lui vào về phía sau không gian thật thoáng đãng. Tôi ngã mình trên đường băng, ngắm nhìn trời đêm với những vầng trăng trên cao và gió lồng lộng thổi mát rượi. Âm nhạc, vũ điệu và những tiếng hò reo vẫn rộn rã trên sân khấu, đặc biệt là trước cột mốc Trường Sa lịch sử. Đêm dần trôi, tình người, tình quân nhân quyện chặt với nhau mà không muốn rời xa. Ngày 7 tháng 6, sống trên đảo HQ năm 71 quả là có niềm vui lớn, đó là thứ nhất không còn tiền. Từ ngày lên đảo, lên tàu, tôi luôn cất vào ví ba lô, không màng đến tiền bạc nữa. Vì trên tàu có ai bán gì đâu mà mua. Chuyện mà mua bán trên tàu trở về thời kỳ trước khi mà không có tiền tệ, đó là trao đổi hàng hóa và trao tặng. Ví dụ tôi có quả bưởi thì xin đổi với hộp bánh chẳng hạn. Tôi cần một sim Viettel thì được anh Chính, bạn của Nga ở CMC tặng thật thú à, thu thập thì nếu yêu cầu tôi mà trả 10 triệu cho sim này thì tôi cũng sẵn lòng. Trong chuyến đi có nhiều bạn bị thất lạc, ba lô, sổ tay, máy ảnh và hậu tạ to nhất là 2 thùng gói mì tôi. Hai thùng mì gói trúng đậm nhất trong khoảng nhận hậu tạ này là các chàng trai vui tính ở phòng B1. Tôi đâm ra nghi ngờ về khả năng nhặt được của rơi của các chàng trai này. Ngày ăn 4 cự, ngày ngủ 3 lần. Giờ giấc của các bữa trên tàu của chúng tôi như sau: 6 giờ ăn sáng, 11 giờ 30 thì ăn trưa, 5 giờ chiều thì ăn tối và 9 giờ 30 tối thì ăn đêm. Các bữa ăn thì đều tăm tắp, không bỏ sót một bữa nào. Các món ăn được thay đổi liên tục, nhà bếp cũng dự trữ sẵn cái lượng thức ăn khổng lồ. Ngoài ra, thức ăn còn được bổ sung bởi loài cá biển cho thủy thủ và hành khách câu được. Tôi may mắn được thưởng thức cá sừng, cá bò sừng, cá mập trên tàu. Và mỗi ngày, ngoài giấc ngủ đêm, tôi còn có thêm được 2 giấc ngủ ngắn vào từ 9 giờ 30 đến 11 giờ và 13
3 giờ đến 15 giờ. Nếu không phải là vào đảo, tàu lắc lư, giấc ngủ của chúng tôi càng ngon. Nên ý định giảm cân của tôi không trong chuyến đi này thì thất bại hoàn toàn với chế độ ăn ngủ như vậy. Đầu chuyến hành trình tôi có đăng hình lên Facebook và ở nhà mọi người đã la ó vì tôi tăng trọng thấy rõ. Kinh nghiệm của Viettel, từ đáy lòng của mình tôi cảm ơn Viettel vì đã nỗ lực phủ sóng lên các đảo trong quần đảo Trường Sa. Với tôi đây là những bằng chứng hùng hồn về chủ quyền của Việt Nam. Có sóng điện thoại Trường Sa gần hơn với đất liền cũng giúp cho tôi giữ được liên lạc. Mỗi lần mà nhìn thấy điện thoại nhấp nháy báo có sóng, tức thì tôi hiểu là tàu đang ở gần một đảo nào đó của Việt Nam. Tuy nhiên, Viettel ở đảo chỉ có tín hiệu GPRS và rất yếu. Trên tàu thì sóng mạnh nhất là ở trên cabin. Tôi ở tầng D là tầng thấp nhất, nên tín hiệu điện thoại trong phòng rất chập chờn. Việc kiểm tra email, truy cập Internet hết sức khó khăn và chậm chạp. Để vào được Facebook thì phải chờ đến hàng chục phút đăng status bằng từng ấy thời gian. Còn đăng hình thì chắc chắn là không dưới 15 phút. Kiểm tra email cũng vậy, đôi khi chỉ thấy tiêu đề email mà không đặt được nội dung. Tuy nhiên tôi vẫn hát vang câu ca có còn hơn không, có còn hơn không. Bạn em trên tàu cũng thể hiện tình thương với nhau qua việc tắt chế độ GPRS ở iPad hay điện thoại của mình để những người khác có thể truy cập Internet dễ dàng hơn. Toàn tàu thức giấc toàn tàu, đây là khẩu lệnh ấn tượng nhất trên tàu. Vào ngày đầu thì cứ 5 giờ là cả tàu còn say ngủ với từng hồ chuông lạnh lót, hay chính xác là nhức nhối mà không ai có thể ngủ tiếp được. Sau khi chuông reo với khẩu hiệu tiếp theo được lặp đi lặp lại là toàn tàu thức giấc toàn tàu, sáng nào cũng nghe lên cho mọi người, nên mọi người đều thuộc, và câu này đã biến thành như thể nhất như là ăn sáng toàn tàu ăn sáng, hay là toàn tàu say sóng toàn tàu, hay là toàn tàu đi tắm toàn tàu. Sau này kết thúc chuyến đi, chắc chắn mọi người sẽ tham gia vào cái chuyến hành trình sẽ không bao giờ quên được tiếng chuông báo thức khẩu lệnh toàn tàu thức giấc toàn tàu. Ngày 10 tháng 6, tôi đứng trên nóc giàn khoang DK121 nhìn xung quanh biển cả mênh mông và thốt lên: biển đảo quê hương ta giàu và đẹp lắm. Giàn khoang nằm giữa biển cả nhưng không cô đơn, khi tấm lòng yêu thương của cả nước đang hướng về đây. Xa xa là chiếc đoàn tàu HQ571 thân quen đã gắn bó với tôi trong suốt cuộc hành trình. Rời DK121 và thời điểm cuối cùng mà đoàn hành trình đã đến thăm, có một cảm giác tự hào xen lẫn tiếc nuối đã dấy lên trong tôi. Ký ức về những ngày qua một cuộn phim chiếu chậm với bao xúc cảm. Tôi rất ấn tượng và thâm thía với câu nói của sư thầy trụ trì của Trường Sa lớn: Trường Sa là Việt Nam còn, Trường Sa còn là Việt Nam còn. Ngẫm nghĩ rất có lý và càng thêm trân trọng những tình hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ ở Trường Sa. Ở đất liền, việc thể hiện lòng yêu thương còn góp tiền viết bài trên trang mạng, trên blog, Facebook. Nhưng nếu so sánh với những khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, mất mát có thể là hy sinh của các chiến sĩ Trường Sa thì lòng yêu nước đó chưa là gì cả. Với tôi, lòng yêu nước thật sự là ở đây, trên nguồn xe đảo Trường Sa thân yêu này. Tôi biết có nhiều chiến sĩ chưa từng thấy mặt của con mình, dù các cháu đã tròn một tuổi. Với các đảo chìm thì doanh trại nhỏ của các chiến sĩ vẫn còn chắc tay súng và luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Trên ở một số đảo của ta thì chỉ cần thấy có dấu hiệu đang xây dựng là tàu chiến Trung Quốc sẽ xuất hiện do thám gây hấn. Trong chuyến đi này thì một sĩ quan hải quân đã ao ước sẽ một lần dẫn đoàn đi thăm Hoàng Sa. Anh bạn ngồi cạnh tôi hỏi: anh có muốn đi không? Tôi trả lời: tại sao không? Hoàng Sa, Trường Sa là một phần của máu thịt, không thể tách rời đất mẹ Việt Nam cơ mà. Tuy nhiên tôi có chút xót xa về thông tin Hoàng Sa hiện nay vẫn còn quá ít. Tàu đang lắc lư và tiếp tục ở giai đoạn cuối của cuộc hành trình về với đất liền. Chuyến tàu này sẽ kết thúc, nhưng tôi tin rằng trái tim của tất cả chúng ta, Trường Sa mãi mãi thiêng liêng và kỷ niệm đẹp, và những hình ảnh đẹp, những trải nghiệm đẹp của chuyến đi này sẽ không bao giờ phai nhạt. Hẹn gặp lại nhé Trường Sa, và mong lắm một ngày được đến với Hoàng Sa. Ở trong phần những ngày ở Mỹ, thì ở New York,
Chương trình đào tạo thứ sáu kết thúc khá muộn. Tôi và hai người bạn vội về khách sạn để đón xe buýt lên New York. Có câu nói rằng là chưa đến New York là chưa đến Mỹ. Có chuyến xe buýt ở Galveston đã lăn bánh vào thủ đô Washington DC với 6:45 với giá vé khứ hồi là 69 đô la, cao hơn xe bus ở Chinatown. Hành trình đến New York thì kéo dài 4 tiếng 20 phút, vừa đủ để đánh một giấc ngắn. Tôi đã tranh thủ kiểm tra email trên xe khách sạn. Tôi đã đặt trước Edison Hotel ở đường số 45 với giá là từ Windrum 230 đô la trong một đêm. Tuy nhiên không may là khách sạn sẽ đã hết phòng và họ hủy booking của tôi. Chú ơi, hai người bạn đồng hành đã ngủ ngon trên xe vì yêu chí phòng đã được đặt sẵn. Tôi đành phải tìm thêm vài khách sạn ở New York và cẩn thận chép vào điện thoại để khi đến còn biết chỗ mà tìm, đặc biệt là khách sạn Catus của một Việt Kiều. Chúng tôi xuống nhà ga ở quảng trường thời đại và choáng ngợp trước khung cảnh náo nhiệt của New York. Những tòa nhà cao tầng, đèn sáng lung linh, dòng người đông như hội. Mặc dù lúc này đã 12 giờ đêm, New York quả không hổ danh là thành phố không bao giờ ngủ. Đủ màu da, đủ lứa tuổi chen lấn trên đường. Tình hình vệ sinh ở New York kém hẳn hơn so với thủ đô Washington DC. Chúng tôi tìm khách sạn Carter trên thành phố phố 2. Chàng trai tân da đen đã lắc đầu ngoài ngoài. Anh không đặt phòng trước. Chúng tôi hết phòng rồi. 12:30 đêm thì nghe lời từ chối mà tôi bối rối quá. Tuy nhiên tôi vẫn cố vấp váp. Chúng tôi là người Việt Nam, chúng tôi được giới thiệu đến đây vì khách sạn này có chủ là người Việt Nam. Tôi đã được tôi có thể gặp quản lý ở đây được không? Rất may người quản lý ở Việt Nam và chúng tôi nhanh chóng có được một phòng với khá rẻ, 116 đô la trên một đêm. Thật là may mắn. Chúng tôi đi bộ trên quảng trường và các bạn báo cáo với bàn đèn rất lớn, chạy dọc theo tòa nhà cao tầng, đi vòng vòng để kiếm một nhà hàng tàu nhưng không thấy, nên đành ghé vào một cửa hàng nhà hàng Hàn Quốc có quán cơm. Đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị và giá khá rẻ. Sáng hôm sau tôi được đi tàu điện ngầm đến bến phà để thăm thượng tầng tự do, sau đó ghé thăm World Trade Lau Yero Chinatown. Đặc biệt là chúng tôi ăn trưa tại nhà hàng Việt Nam có tên là Nha Trang ở phố Center. Ở đây thì một tô phở giá 5 đô la, dĩa cơm bò lúc lắc, cơm chiên chiên sâu với giá 6 đô la. Phố tàu thì đông nghịt người mua bán. Ở cái xứ thực thi nghiêm túc của quyền sở hữu trí tuệ tại Chinatown này, đồ nhái, đồ giả có những bày bán tràn lan. Người Trung Quốc giỏi thật, họ lập một khu mua bán sầm uất trên thành phố lớn trên thế giới và biến nó thành địa điểm để du khách có thể chơi và mua sắm. Lang thang thành phố New York ở khoảng 6:07 tối, chúng tôi lại lên xe buýt của Greyhound để quay về Washington DC. 11:30 đêm chúng tôi đến khách sạn và kết thúc một kỳ ngao du ở New York. Một ngày tình nguyện viên cho Foodpan. Vào sáng thứ bảy thì cả đoàn đi tình nguyện cho Foodpan tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma. Công việc cụ thể là gì thì chúng tôi chưa biết. Rời khách sạn sẽ chạy khoảng 30 phút thì đến một khu vực khá hẹp. Chúng tôi bất ngờ biết được đây là nơi mà người có thể thu nhập thấp đa số là người da màu. Foodpan Tulsa là một tòa nhà đẹp và khá lớn. Số tiền để đầu tư xây tòa nhà là do cá nhân tài trợ. Foodpan Tulsa là một tổ chức NGO, tức là có nhiệm vụ nhân sự là tài trợ ủng hộ thức ăn cho các tổ chức, chủ yếu là các siêu thị, các cửa hàng thực phẩm, có những công ty tài chính cá nhân, sau đó phân phối lại khoảng 344 điểm tại các nơi mà nhu cầu tại 24 quận của bang Oklahoma. Hiện nay thì hàng tuần Foodpan đang cung cấp bữa thức ăn 50.000 người, tương đương với 539 bữa ăn trong một tháng. Và Foodpan được trang bị với hệ thống kho chứa khá hiện đại và khá lớn. Họ có kho đông lạnh để giữ thức ăn, hệ thống kho kệ chứa hàng khô. Với nhu cầu hiện nay, Foodpan có thể dự trữ được thức ăn dùng trong 2 tháng rưỡi. Mặc dù hôm nay là sáng thứ bảy nhưng rất nhộn nhịp. Chúng tôi đã gặp một nhóm thanh niên trẻ khoảng 14 đến 15 tuổi, mặc áo thun đỏ, cắt ngắn, được xếp hàng ở các nhà vệ sinh nữ. Họ đang biết đây là các thiếu sinh quân đến đây để làm tình nguyện.
vì họ đảm bảo năng suất làm việc, nên viên chỉ huy đã yêu cầu tất cả các tình nguyện viên phải vệ sinh trước khi vào việc. Vì vậy họ đã đập kín luôn cả nhà vệ sinh ở để giải quyết cho nhanh. Chúng tôi đi tham quan trong vòng một vòng qua tòa nhà Phúc Ben, hệ thống nhà kho, nhà bếp và khu vực làm việc tình nguyện viên. Các thành viên trong đoàn rất ngạc nhiên khi biết đây là một tổ chức tình nguyện không có mối quan hệ gì với nhà nước. Và trong số tổng số thực phẩm mà họ nhận tài trợ thì có khoảng 5% là từ các cơ quan chính phủ. Rồi cũng đến lúc chúng tôi bắt tay vào việc, công việc cụ thể của chúng tôi là chuẩn bị sẵn các bữa ăn cuối tuần cho các em thiếu nhi. Đó là một túi thực phẩm gồm 12 món như là sữa, bánh, kẹo, snack, bánh mì, nước cam, đảm bảo cho một đứa trẻ có thể ăn uống trong vòng 2 ngày cuối tuần mà không cần mua gì thêm. Phần thực phẩm này chủ yếu là dành cho các trẻ mồ côi. Chúng tôi có tất cả 15 người và chia thành là từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách bỏ vào túi của 2 món thực phẩm. Mọi người tạo ra một dây chuyền làm việc. Chúng tôi nhìn số lượng các tông thực phẩm nhờ vào việc phân phối và phát ngợp, nhưng phải nhanh bắt tay vào làm thôi. Chúng tôi làm nhanh hơn thời gian quy định nên mọi người đều hăng say, háo hức, nhiệt tình. Nhất là Mary Lerner, cô gái 8 tuổi dễ thương, cô gái con gái của Betty, người đã hướng dẫn chương trình của chúng tôi ở Olahama. Major Lerner đã nhanh nhẹn chạy qua chạy lại giữa các nhóm để hỗ trợ phân phối hàng. Lâu lâu cô bé nhảy lên thùng rác to để dẫm các vỏ hộp một cách gọn gàng. Mọi người vừa làm vừa đùa với nhau, ai ai cũng cố gắng làm thật nhanh để chuyến sau đỡ vất vả. Tuy nhiên mọi người đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái với công việc khá suôn sẻ. Tổng kết sau 1 tiếng 15 phút làm việc, chúng tôi đã gói được 77 thùng các tông tương đương với 5.000 phần thức ăn cho trẻ em. Wow, chúng tôi đã vượt định mức đề ra trong khoảng 15 phút. Rồi Phúc Ben, chúng tôi trở lại khách sạn. Với tôi, công việc tình nguyện hôm nay là kỷ niệm đẹp trong chuyến đi này. Thì ở phần tiếp theo các bạn tự đọc, và mình là Nguyễn Công Trình, mình đọc cái tác phẩm này để cho dành cho những người mù và hoặc là những bạn mà bận rộn đang đi trên đường không có thời gian để đọc sách, thì mình đọc cho các bạn nghe, cũng vừa là cách để tiếp thu được kiến thức cho riêng mình. Và mình hiện tại đang học tại trường ICTU, trường Đại học Công nghệ Thông tin Thái Nguyên, và rất mong là sẽ nhận được sự phản hồi, sự đóng góp, sự chia sẻ tích cực và lẫn sự phê phán từ phía các bạn mọi người. Đấy. Và ở phần tiếp theo các bạn tự đọc nhé. Ok. Tới đây là hết rồi. Kết thúc việc mà chúng ta sống chủ động bằng những hoạt động tình nguyện tại đây.